Xin chào các bạn nhé. Thưa các bạn, tại video này Khang Audio chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm chơi âm thanh, làm thế nào để cho cái chất lượng điện là tốt nhất, không bị nhiễu xâm nhập về hệ thống âm thanh của mình, và nó có những cái loại nhiễu gì mà xâm nhập vào hệ thống âm thanh của các bạn, làm cho cái hệ thống âm thanh của các bạn bị chất lượng âm thanh nó bị suy giảm, hoặc là các bạn chơi xem TV nó bị nhiễu. Thì thưa với các bạn rằng là trong cái điện 220V mà như chúng ta đang dùng thông thường này, thì với những các cái máy móc hoặc là những cái đèn hoặc những cái thiết bị như motor, thì các cái yếu tố nhiễu này nó không có phản ánh được một cách rõ nét và nó cũng không có bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên thì âm thanh và hình ảnh mà khi chúng ta tái tạo bằng các thiết bị như là loa, ampli, đầu đọc cũng như là TV thì nó rất nhạy cảm với ba cái loại nhiễu đó chính là nhiễu từ trường, nhiễu radio và nhiễu cao tần. Ba cái nhiễu này nó xâm nhập vào hệ thống của các bạn và nó làm cho cái hệ thống của các bạn tiếng nhạc nó không được rõ, nhiều khi nó còn bị ù xì. Thế rồi hoặc là khi các bạn xem TV thì nó còn bị nhiễu, mà các cái biểu hiện rất rõ là cái nhiễu từ trường khi các bạn để cái nam châm đi qua cái màn hình là nó đã có những cái vết nhiễu rất rõ. Hoặc ngày xưa chúng ta xem những các cái màn hình bằng bóng đèn huỳnh quang ấy thì là nó nhiễu rất là rõ. Và cái đấy gọi là nhiễu từ trường. Thế thì ba cái loại nhiễu là nhiễu cao tần, nhiễu từ trường và nhiễu radio nó xâm nhập về hệ thống của các bạn. Và chính vì như thế cho nên là trong các cái nghiên cứu về công nghệ thì các nhà khoa học người ta cũng đã tìm ra một cái mạch điện. Cái mạch đấy người ta gọi là mạch lọc LC, gồm hai cái yếu tố, đó là L là cuộn dây, một cái cuộn đồng trong một cái lõi thép, và C là tụ. Đấy, họ đã thiết kế ra một cái mạch LC này. Cái mạch này nó giúp cho cái việc mà các cái nhiễu điện ở trong cái đường điện hạ thế của các bạn nó không bị xâm nhập vào hệ thống chơi audio của mình, và việc đó nó sẽ giúp cho hệ thống âm thanh của các bạn cải thiện rất là tốt. Tiếng thì rõ nét hơn và hình ảnh thì đẹp hơn. Tuy nhiên thì người ta không chỉ có tích hợp về cái chức năng lọc nhiễu mà người ta còn tích hợp vào đây cả những cái thiết bị bảo vệ như là những các cái cầu chì, những cái cầu chì để chống chạm chập, hoặc là có một số những cái thiết bị đặc biệt nó còn có cả những cái cầu chì để chống sét lan truyền. Cho nên là nhiều khi các bạn là không sử dụng điện, thế nhưng mà khi có sét nó đi theo cái đường điện hạ thế của các bạn, nó xâm nhập vào hệ thống máy móc của các bạn và nó cũng làm cháy, thì những cái cầu chì trong các cái bảng mạch này nó sẽ giúp cho cái chất lượng việc bảo vệ hệ thống của các bạn an toàn khỏi sét. Thế và trên thực tiễn ấy, thì thị trường người ta bán cũng rất là nhiều các cái ổ cắm kết hợp với lọc điện, và người ta làm theo cái hàng chợ, cho nên là cái vật liệu ấy, thì nó cũng ở cái mức độ trung bình thôi, cho nên là tuổi thọ của cái sản phẩm nó cũng không được cao và cái khả năng lọc nó cũng còn hạn chế. Chính vì cái điều đó mà Khang Audio là một cái đơn vị mà chuyên nghiên cứu tận dụng các cái thiết bị có cái giá trị chất lượng linh kiện rất là cao, được sử dụng vào những cái mục đích rất đặc biệt, ví dụ như là lĩnh vực về quân sự hoặc là lĩnh vực về y tế. Chúng tôi mua những cái thiết bị lọc điện đó về để làm ra được những các cái ổ cắm lọc điện để bán cho các bạn, và điều đó chúng tôi thấy rằng là nó tốt hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm mới, và cái sản phẩm cái chất lượng nó rất là cao. Tôi lấy ví dụ đây là một trong những cái mạch lọc điện mà chúng tôi mua là từ các cái bảng mạch được tháo ở trong các cái máy y tế ra. Đây là một cái mạch lọc điện gồm hai gọi là LC, nhưng mà nó có hai cấp, hai cái cuộn dây và hai cấp lọc điện. Thế hoặc là chúng tôi mua những các cái mạch lọc điện chuyên dụng rất là đặc biệt như thế này của Thụy Sĩ các bạn nhé. Người ta đã làm rất là kỹ, hãng Schaeffler 20A này người ta làm rất là kỹ. Người ta đã bọc vào trong các cái hộp rất là kỹ lưỡng như thế này. Đây là của Thụy Sĩ các bạn nhé. Đây là hàng của Thụy Sĩ. Nó không giống như cái hàng ở ngoài chợ thông thường mà các bạn mua. Nó là hàng làm mới. Thì cho nên là cái này nó có cái tính chất là độ bền nó rất là cao và khả năng lọc điện nó rất là tốt. Thế thì đây là một trong những cái lọc điện là hàng gọi là hàng chuyên dụng để cho những các cái máy y tế hoặc là những cái máy quân sự mà chúng tôi mua tháo máy ra thì lấy nó về để đưa cơ cấu vào đây. Cho nên là nó vượt xa được cái yêu cầu về chất lượng lọc điện so với một hệ thống âm thanh rất là nhiều. Và chi phí cho mỗi một cái này nó lại rẻ đi. Đấy, nó rẻ đi. Hoặc là chúng tôi có cơ cấu cả vào đây những các cái lọc điện
Qualcomm của Mỹ, Hàn Quốc sử dụng. Nhưng mà chúng tôi lại cơ cấu thêm vào một cái mạch lạc nữa ở đây. Như vậy là trong một cái hệ thống này ấy, thì nó gồm có hai cái hệ thống lọc, và chúng tôi gọi cái loại ổ cắm lọc điện này nó gọi là hệ thống mạch lọc kép, tầng chồng lên tầng để lọc, và nó tạo ra được cái hiệu quả rất là cao. Hoặc là chúng tôi làm ra được những cái lọc điện ổ cắm nhưng mà nó có công suất rất là lớn, rất là lớn, và cái công suất lớn này có thể các bạn sử dụng cho cả một gia đình. Và cái công suất máy của một cái ổ cắm kết hợp lọc điện của hãng Schaeffler này chúng tôi đang dùng ở đây, hàng thào máy như hàng to như thế này đúng không, như các bạn nhìn thấy đây, 50A, và nó cho chúng ta có thể dùng được cho cả một tầng nhà, thậm chí có thể nói lớn hơn là các bạn dùng cho được cả một tòa nhà. Và ở trong này nó có rất nhiều các cái chuẩn ổ cắm để các bạn có thể cắm được các cái ổ cắm khác nhau. Sở dĩ tại sao lại phải có những các cái ổ cắm công suất lớn như này, bởi vì nhiều bạn chơi audio thì sử dụng cái thiết bị thì nó cũng ở mức độ công suất nhỏ thôi, thế nhưng mà lại muốn sử dụng nhiều, ví dụ như là vừa hệ thống nghe nhạc, vừa hệ thống xem phim, vừa hệ thống hát karaoke, cho nên là muốn là nó có một cái công suất lớn để nó dư, nó an toàn. Và cái lọc điện 50A này nó là hàng chuyên dụng cao cấp, cho nên là tạo ra cái độ bền cũng như độ sạch điện rất là lớn. Tôi chứng minh với các bạn là đây là ví dụ như là cái ổ cắm này, đây ổ cắm của chúng tôi, ổ cắm gia đình đây. Khi mà chưa có lọc điện, chúng tôi dùng cái thí nghiệm là đây là một cái máy đo tần số nhiễu radio cắm vào đây, thì cái máy này nó phát ra cái âm thanh rè như này, các bạn nhìn thấy chưa, nó lên đến 158 decibel. Và đây là một cái loại nhiễu radio ở cái máy thiết bị đo này người ta chỉ ra. Còn những các cái nhiễu cao tần và nhiễu từ trường thì cái máy này nó không thể hiện, nhưng đây là chúng tôi muốn dùng một cái máy này để chúng tôi chứng minh cho các bạn rằng là trong cái điện điện lưới của các bạn là cái nhiễu nó rất là thường trực, và nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống âm thanh. Bây giờ trong cái ổ cắm này nó đã có lọc điện rồi đúng không, chúng tôi cắm nó vào xong rồi chúng lại tôi lại đo kiểm lại thì các bạn nhìn thấy đó, cái tiếng rè rè e tiếng rẽn giờ là nó không còn nữa. Bây giờ tôi lại rút ra tôi kiểm tra cho các bạn này, để các bạn thực tế các bạn nghe này. Đây tôi lại cắm vào này, lại cắm vào này đó. Như vậy là Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn rằng là trong chiếc audio ấy thì điện nguồn đảm bảo được, dòng đảm bảo được, vôn rồi cũng chưa đủ cho chơi audio, mà người chơi audio người ta còn tìm kiếm rất là nhiều các giải pháp về lọc điện, về đảm bảo được cái độ an toàn. Thì cái video này chính là video Khang Audio chia sẻ cho các bạn là mạch lọc LC nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được chất lượng âm thanh, và trên cái mạch lọc đó người ta hay tích hợp cả các thiết bị bảo vệ, cho nên là được nhiều bạn chơi audio tin dùng. Ngoài ra thì không chỉ chơi audio đâu, cái ổ cắm lọc điện này nó còn có cái giá trị để giúp cho các bạn để cắm rất là nhiều các thiết bị tiện ích trong cái gia đình của các bạn đều có thể mua để sử dụng được. Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi về cái kinh nghiệm sử dụng cái ổ cắm lọc điện để chơi audio, và Khang Audio sẽ làm những video tiếp theo để giới thiệu với các bạn về từng loại ổ cắm lọc điện đang có bán tại Khang Audio tại video tiếp theo các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.